Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Trịnh Văn Mobile nha. Bên mình là chuyên mua bán, giao lưu và trao đổi điện thoại. Địa chỉ là số 6-9 đường số 44, phường 14, Gò Vấp nha mọi người. Anh em nào ở thành phố Hồ Chí Minh có thể qua bên mình xem máy trực tiếp. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì nói chung là giao lưu, trao đổi sẽ dễ nha. Còn ở tỉnh thì anh em vui lòng gửi máy lên. Bên mình kiểm tra máy nguyên zin thì bên mình mới báo giá nha. Số điện thoại của bên mình là 0839 444 400. Số thứ hai là 06 con số 8748 nha. Trang fanpage mình có để đường link dưới phần mô tả video. Anh em nào mà nhắn tin qua trang fanpage thì vui lòng nhắn vào đường link dưới phần mô tả video nha, để tránh bị lừa đảo. Hiện tại trên Facebook nó có một hai trang fanpage giả mạo bên mình để lừa cọc mọi người nha. Bên mình bán hàng sẽ kèm cho anh em phụ kiện là cáp sạc. Chính sách bảo hành là 3 tháng một loại một đối với hàng chính hãng. Còn hàng sách tay hay là những cái loại những máy khác thì mình sẽ đôi khi mình sẽ báo rõ, bảo thời gian bảo hành tùy theo máy nha. Đầu tiên hôm nay mình giới thiệu cây S21 màu tím, máy đẹp lay new nha. Giá là 10.600.000, 10.600.000 nha. S21 lay new, hàng chính hãng nha. Tiếp theo là iPhone 12. Con này thì máy viền nó hơi dâm. Nói chung là con này hơi dâm nha. Pin con này thì còn có 84 nha. Máy thì quốc tế LLA nguyên zin, ngoại hình nó thì tầm 97% nha, 97. Pin thì còn 84, 64 GB. iPhone 12 12.650.000 nha, iPhone 12. Oppo Reno 6Z 5G 6 triệu nha, còn một cây duy nhất, máy đẹp keng. Xiaomi, con này là Redmi Note 7 nha, 1.950.000, Redmi Note 7. iPhone 11 Pro Max, con này lock nha, 64 GB, pin còn khá là cao luôn. Pin còn 93 luôn nha, lock 12.700.000. 11 Pro Max lock đã fit lên thành quốc tế, 12.700.000. 11 Pro Max, con này thì 256 GB, pin 87, 16.600.000. K30 Pro nha, con này là K30 Pro. Chip Snap là 865, máy đẹp 99, RAM 8 GB, 5.850.000. iPhone 11 Pro Max 64 GB, pin 89, máy màu trắng, ngoại hình đẹp keng, 14.700. iPhone 11 128 GB, pin 78, bảo trì. Con này 9.500.000 nha. Nokia 8.3, máy đẹp nha, 4.850.000, Nokia 8.3, màn hình khá là bự luôn. Note 20 Ultra 4G, máy đẹp 98, 13.650.000. Màu gold, Note 20 Ultra 4G, máy đẹp 99%, lay new nha. 14.2 triệu nha. Note 20 Ultra bản 5G, hàng chính hãng, còn bảo hành 15.600, máy đẹp 98%. XS Max con này là bản 2 SIM, bản quốc tế 2 SIM, 256 GB. Pin 83 nha, 2 SIM quốc tế. Con này bên mình bán với giá là 9.650.000. Bản 2 SIM nha, 256 GB. Oppo Reno 5 4350, màn hình lưu ảnh rất là nhẹ luôn, không thấy luôn nha. XS Max pin 82, máy nguyên zin, 64 GB, 9.000.000. Oppo A53 3.000.000 nha. Reno 5 Reno 3 máy hơi trầy, 3450 Reno 3.
Renault 5 4950, máy cũng hơi trầy nha, 4850 thôi, giảm giá. A91 3.550.000. A95 đẹp len keng luôn, 5.200. Renault 5 máy đẹp. Con này là bản 5G nha mọi người, Renault 5 5G. Con này bên mình bán với mức giá là 5.850.000, 5850. Galaxy Z Flip 3, con này thì bản Hàn Quốc, một SIM 256GB, máy lay new 15 triệu. Con này hàng chính hãng nha, Z Flip 3 128GB, màu tím 15.8. Mình có màu đen, máy cũng lay new như mới luôn, giá bán của bên mình là 15.8 luôn nha. Sony Xperia 10 Mark 1, Mark 2 chứ, 4 triệu. S20 FE lay new 2 sim 7 triệu tư, 1 sim 7 triệu, máy lay new nha. Vinmark Aris RAM là 6GB, 3 triệu 550 nghìn. S10 Docomo 5 triệu 150 nghìn nha. Poco F3 128GB 6 triệu 7. Oppo A52 đẹp keng 3 triệu 550 nghìn nha. Vivo A21s RAM 6GB 3 triệu 650 nghìn. Reno 5 đẹp keng 5 triệu 1 nha. Xiaomi Mi 11 máy đẹp lay new 10 triệu. Oppo A52 con này máy xấu nha, 3 triệu 150 nghìn. Samsung A32s 33 A32 5G nha, 4 triệu 250 nghìn. Oppo A55 đẹp lay new 3 triệu 7. Samsung A52s nha, 6 triệu 850 nghìn. Realme C17 3 triệu 150 nghìn nha. Winmark Aris RAM 6, RAM 8GB, máy đẹp lay new 3 triệu 650 nghìn. Mi 8 hàng chính hãng 2 triệu 950 nghìn nha. Con này là con Nokia 3.4 RAM 4GB, con này thì nó cắn nhẹ nha, 2 triệu 1. Realme con này là C21i, máy đẹp lay new luôn, mặt lưng có dáng nha, C21i 2 triệu 550 nghìn. Renault 2F máy đẹp 3850. Con này là con Vivo EQ Neo 3 chip 865 RAM 8GB, con này màn hình đã ép kính rồi nha, máy thì rất là đẹp luôn, chắc 98 nha. Giá bán của bên mình là 4 triệu 6. S21 Ultra máy 97%, 98% nha, có cắn nhẹ 15 triệu 8. Mi 11 Tero giá bán của bên mình là 10 triệu nha, chip 888 luôn. Vivo V21 5G 5 triệu 6, máy đẹp 99 nha, có hai màu. S21 cộng con này màn hình ám nhẹ, lưng nứt 8 triệu rưỡi nha, S21 cộng. Con này là S20 Ultra, S20 Lút chứ, sorry mọi người nha, S20 Lút 8 triệu 650 nghìn. Oppo A54 3 triệu 6 nha. Vinmark Aristro nha, Aristro máy thì trầy nhẹ nha, 3 triệu 850 nghìn. Aristro camera ảnh dưới màn hình 3850 nha. Huawei Nova 3i 1 triệu 9.
20 lút đây, màn hình nó trắng một chỗ nhẹ đây thôi nha, nhẹ thôi. Giá là 8 triệu rưỡi nha. Mặt kính trước cũng hơi trầy, sườn hơi xấu, lân nứt, S21 lút nha, nhưng mà giá cực kỳ rẻ luôn. Vinmark Aris nha. RAM 6GB 3550 Aris. Vivo Y19 máy đẹp ken, 2.950.000 Y19 nha. Vivo U10 2.350.000. Vivo U10 nha, 2350. Realme 8 máy đẹp ken, 4.550.000 nha. Realme 8 thì mình có hai màu, màu bạc và màu xanh đen nha mọi người, màu đen nâu, màu bạc đây. Realme 8 máy còn khá là đẹp luôn nha. Mình có Realme 8 Pro nữa nha. Realme 8 Pro màu vàng chanh cực kỳ nổi luôn, 5.600.000 Realme 8 Pro. Realme C12 nha, 2.350.000 một con máy pin cực kỳ trâu bò. Vivo A20 2.450.000 nha, máy trời nhẹ, 2450. OnePlus Nord 10 5G. No, 10 5G nha, 3.550.000. OnePlus 7 Pro máy đẹp, 6.500.000 OnePlus 7 Pro. Galaxy A80 nha, máy đẹp, 4.350.000 A80, 4.350. S20 LED S20 LED nha. S20 LED này thì bên mình chỉ bao test trên 1 tháng nha mọi người. Còn này thì máy 97 thôi. Giá bán của bên mình là 7.800.000 S20 lút nha, có một cây 7.800.000. Con này là con A80, máy hơi trầy nha, hơi trầy đây. Con này bên mình bán với giá là 4.050.000 A80 nha, 4.050. Note 20 Ultra 5G. Con này thì đây, nó tróc thủy nhẹ một xíu chỗ này nha. Máy ép kính, cắn nhẹ có thủy xíu, xài không ảnh hưởng, 10.000.000. Note 20 Ultra 5G nha. Note 20 Ultra 5G thì máy đẹp 98, 13.200.000 nha. Máy đẹp 98%. Note 10 5G mình có màu bạc và màu đen, giá bán của bên mình là 5.850.000 nha, Note 10 5G. Note 10 LED 5G nữa nha. Note 10 cộng 5G. Có màu trắng, bạc và đen luôn. Giá bán của bên mình là 7.550.000 Note 10 cộng 5G. Oppo nha mọi người. Oppo Reno 5 đẹp ken, 5.100.000 nha. Màu đen. Máy thì 98%. 5.000.000 nha. Oppo A95 màu đen đẹp ken, 5.200.000. Reno 3 máy hơi trầy. Reno 3 nha. 3.550.000. Reno 6Z 5G
6 triệu, máy đẹp keng nha. Oppo A53 đẹp keng 3 triệu. Oppo A74 nha, đẹp keng luôn. 4 triệu 2. Oppo A74. Oppo F9 con này tróc thỉ nhẹ nha, F9. 2 triệu nha. Oppo A55 con này trầy nhẹ, 3350 A55 nha, giá cực kỳ rẻ. Oppo A74 con này máy đẹp 98, 4 triệu 1 A74. Oppo A91 nha. A91 máy đẹp 3550. Chung là thì điểm hiện tại thì con này nó đẹp 98 thôi nha mọi người. Nó không được len ken 99 nha. Oppo A54 3.450.000 màu đen. Oppo Reno 5A 4.500.000 nha. Oppo Reno 5A có hai màu. Màu này là màu xanh, giống như xanh ngọc nha mọi người, 4.500.000. Oppo A54 máy hơi trầy nha, 3.350.000, máy 98 thôi. iPhone nha mọi người, iPhone. Con này là iPhone 11. Máy nó màn hình nó có trầy 2 vết nha. Giá bán là 9.250.000 iPhone 11. Pin con này thì còn 84 nha, 64GB quốc tế, màu trắng. Viền thì nó có cắn nhẹ nha, có cắn. iPhone 12 128GB, pin 85, máy đẹp 99, giá bán là 14.500.000. iPhone 11 Pro Max nha, con này thì pin 83, máy đẹp lay new, giá bán của bên mình là 14.400.000. XS Max máy rất là đẹp luôn. Pin 89 nha, nói chung là con này bị cắn nhẹ nha, màn hình viền nó có cắn nhẹ. 8.950.000 ít trên mắt, màu đen, 64GB. Con này là con ít trên mắt nha, con này màn OLED nha mọi người, màn OLED thay màn rồi. 7.550.000. Những cây này thì mình bao test cho anh em một tuần nha. Nếu mà cây nào đã thay màn rồi thì mình chỉ bao test một tuần thôi. Con này là con Redmi 10, RAM 4GB, bộ nhớ 128, 3550, Redmi 10 nha. Mi 11 Lite 5G, Mi 11 Lite 5G. Mi 11 Lite 5G là giá bán là 6.150.000. Mi 11 Lite 4G 5.250.000, máy đẹp lay new nha. Mi 10 Pro 5G nha, 256GB RAM 8GB, máy trầy nhẹ 7 triệu. Máy thì tầm 97 thôi nha, không được 99 đâu. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 3 triệu nha, con này thì RAM nó là 6, bộ nhớ 128. Redmi K30 5G. K30 5G nha. 3.750.000 K30 5G. Mi 10 Pro 5G nha, 256GB, cây này thì trầy nhẹ, 7 triệu luôn. K40 Pro 7.900.000 nha, máy đẹp lay new. K40 nha mọi người, 6.500.000 RAM 6GB, máy đẹp lay new luôn, K40.
Mi 11 T-Line 5G nha, 6.150.000. Máy rất là đẹp luôn. Mi Mix 4 13.8, RAM 8256 nha, Mi Mix 4. Redmi Note 10 Pro, con này thì RAM 8GB, 5.3. Con này là con Mi 10 T-Line 5G nha, máy trầy nhẹ 4.500.000. Redmi Note 9S 3.550.000 nha, RAM 6GB, bộ nhớ 128 nha. Poco X3 Pro, con này thì RAM là 6128, 4.750.000, máy đẹp lay new, Poco X3 Pro. Samsung S21 Plus, máy đẹp lay new nha, 12.500.000. S21 Plus màu bạc nha. Samsung A12 RAM 6GB. A12 nha, 3350. Mình có RAM 4GB, 3.050.000. A02S nha, con này lưng hơi trầy, A02S 2.2. Samsung, con này là con A32, máy đẹp 98 nha, 4.250.000. A32 cây này máy đẹp keng nha mọi người, 4.350.000. A32 nha. Galaxy A90 5G 4.550.000. A72 Samsung A72 nha, con này hơi trầy nha, 6.450.000. Galaxy Note 9 nha, Note 9 4.650.000. Con này là Samsung A32, con này ép kính rồi nha, 3650. A32 ép kính rồi. Samsung, con này là A52s 5G, máy đẹp keng, 6.900.000 nha. Samsung A72 256GB, máy đẹp keng nha. A72 máy đẹp keng, mặt lưng còn dán nè, đẹp keng nha. A256GB, RAM 8GB, giá bán của bên mình là 6.900.000. A72 nha, máy rất là đẹp luôn, 6.900.000. Oppo A54 3.6, máy đẹp nha. Con này là Samsung RE6+ nha, con này thì nó trầy nhẹ cái vỏ chỗ này xíu thôi, giá bán là 1.750.000. A6+ 1.750 nha. Con này là con RE7 Pro, nói chung máy zin, ngoại hình cũng tương đối được nha, giá bán là 1.500.000. RE7 Pro. Con này là Samsung, con này Oppo A5 2020, RAM 4GB, mặt lưng hơi trầy, 2.550.000. iPhone 11 nha, con này pin còn 95 nha mọi người, hàng Mỹ, iPhone 11. Con này thì bên mình bán với giá là 9.650.000. 9.650.000. iPhone 11 tiếp nha, con này thì sách tay bản CH nha, hai sim vật lý luôn,
bảng CH, hai sim vật lý, 64GB hàng CH, hai sim vật lý. Giá bán của bên mình là 9.550.000 nha, 9.550. Pin thì còn 85 nha, 9.550.000. Máy có cắn nha mọi người, có cắn viền. Samsung, con này Galaxy Note 5 nha, con này bán thì mình không bảo hành nha mọi người, màn hình có lưu ảnh nhẹ nha, lưu ảnh nhẹ thôi. Note 5 850.000 nha, 850.000. Samsung A8 LED nha, A8 LED RAM 6GB, cái này thì viền nó hơi trầy, nó cũng ra lâu theo năm tháng rồi nha. Cái A8 LED này thì bên mình bán với mức giá là 1.9.000, A8 LED nha, 1.9.000. Vivo Y12S RAM 4GB 128, mặt lưng nó có hơi trầy nha. Cây này thì bên mình bán với giá là 2.5 triệu, 2.5 triệu nha. Vivo, con này là con Y11, mặt lưng nó hơi trầy, 1.9 triệu Y11. Samsung A11 nha, A11 con này lưng nó cũng hơi trầy đây, 1.950.000 A11. Vivo, con này là V20SE nha, mặt lưng nó cũng hơi trầy, 3.650. Vivo. Galaxy Watch SE nha, Watch SE 5.5 triệu, máy đẹp 98 nha. iPad, con này là Gen 7 Wi-Fi, mặt lưng nó hơi trầy, Gen 7 nha, 6.650.000. iPad Pro 9.7, máy 97%, 32GB Wi-Fi 3G, cây này bên mình bán với giá là 7.6 triệu nha. iPad Pro. Rồi, hôm nay thì mình có một số máy giới thiệu tất cả mọi người vậy thôi. Có thêm một cây, con này là con iPad 4 nha, iPad 4 32GB, nói chung pin con này cũng khá là ổn nha mọi người. Con này cắn nhẹ một xíu chỗ này, 2.150.000, 32GB Wi-Fi nha, 3.150.000. Máy đẹp 3.250.000 nha, iPad 4. Rồi, anh em là có nhu cầu mua bán, giao lưu, trao đổi điện thoại cứ liên hệ trực tiếp với bên mình. Anh em là có video thì cho mình like, share, chia sẻ, ủng hộ kênh của mình nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi video của mình ạ.